Việc Bộ Dân chính Trung Quốc ngang nhiên công bố cái gọi là khu Tây Sa và khu Nam Sa thuộc thành phố Tam Sa để quản lý các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông liên tục bị dư luận trong và ngoài nước cực lực phản đối, đồng thời khiến giới nghiên cứu lo ngại về những bước đi tiếp theo của Trung Quốc trên Biển Đông. Theo các nhà nghiên cứu, học giả quốc tế, với việc thành lập cái gọi là hai khu mới Tây Sa và Nam Sa, Trung Quốc đẩy mạnh chiến lược tứ sa mà họ công bố năm 2017. Thực chất, việc đưa ra chiến lược tứ sa chính là một hình thức mới thay thế cho chiến lược bản đồ đường chín đoạn đã bị tòa trọng tài bác bỏ hồi năm 2016. Hành động của Trung Quốc trên Biển Đông vừa nhằm đánh lạc hướng dư luận, vừa nhằm đẩy mạnh chiến lược tứ sa đầy tham vọng. Đó là nhận định của chuyên gia nghiên cứu Biển Đông, ông Lucio Blanco Pietlo, nghiên cứu viên tại Tổ chức Con đường Tiến bộ Châu Á-Thái Bình Dương. Theo ông Lucio, động thái này là cách Bắc Kinh tận dụng cơ hội đại dịch để củng cố kiểm soát các thực thể và những vùng biển đang tranh chấp khu vực Biển Đông. Toàn tính của Trung Quốc thực chất không có gì mới so với tham vọng độc chiếm Biển Đông mà Trung Quốc luôn tìm cách thực hiện. Hành động của Trung Quốc đã gieo rắc nghi kỵ và đi ngược nỗ lực của các nước trong và ngoài khu vực về mục tiêu quản lý tranh chấp và xây dựng khu vực an ninh, hòa bình, ổn định. Theo nhiều chuyên gia quốc tế, việc Trung Quốc thiết lập các căn cứ quân sự trên các bãi cạn nửa nổi nửa chìm, rồi tuyên bố thành lập các đơn vị hành chính trên các vùng biển rộng hơn lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào trong ASEAN là một hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm nghiêm trọng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và vi phạm chủ quyền các nước xung quanh Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Thao, Phó Chủ tịch Ủy ban Luật pháp quốc tế Liên Hợp Quốc cho rằng, hành vi này sẽ làm suy giảm lòng tin giữa các nước trong giai đoạn đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC. Hành động của Trung Quốc còn nhằm bác bỏ phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 và hạn chế quyền tự do đi lại của tàu thuyền các nước trên Biển Đông. Và không loại trừ các bước tiếp theo, Trung Quốc sẽ bao vây buộc các nước phải rút khỏi các đảo và sẽ hợp pháp hóa ranh giới hành chính trên biển. Tiến sĩ James Lodgers, Giám đốc chương trình Global Britain thuộc Viện Henry and Jackson, London, Anh, khẳng định những tuyên bố chủ quyền phi pháp và hành động quá mức của Trung Quốc ở Biển Đông đang hủy hoại luật pháp quốc tế, gây mất ổn định an ninh khu vực. Rõ ràng, việc Trung Quốc gần đây nhất ngang nhiên tuyên bố thành lập khu Tây Sa và Nam Sa thuộc cái gọi là thành phố Tam Sa là hành động đi ngược lại luật pháp quốc tế, là cách hành xử không thể chấp nhận được trong thế giới văn minh hiện nay.